vui được gặp lại quý vị khán giả và các em trong chương trình Ước mơ của em. Từ trước đến giờ thì chương trình đã nhận được rất nhiều ước mơ của các bạn nhỏ chia sẻ về việc mong muốn trở thành đầu bếp. Nhưng riêng người bạn này thì có ước mơ có vẻ hoành tráng hơn một chút xíu, là bởi vì không phải là chỉ trở thành một đầu bếp thông thường mà bạn ấy muốn phải trở thành một người am hiểu về ẩm thực. Chà, nghe có vẻ rất là to lớn đúng không? Không biết quá trình thực hiện sẽ như thế nào đây. Nhưng trước tiên thì chị Mai Phương sẽ liên lạc với hiệp sĩ của chúng ta trước đã. Hiệp sĩ Thiên Vương nghe đây Mai Phương ơi. Hiệp sĩ cho Mai Phương hỏi một điều này nha. Hiệp sĩ có thích đi ăn mà đặc biệt là các món ăn ngon không? Trời, món ăn ngon mà ai không thích. Tất nhiên là thích rồi. Rồi bây giờ hiệp sĩ hãy mau tới tìm gặp bạn Nguyễn Hữu Minh Đăng ở địa chỉ số 115 xuyệt 3 đường 39, phường Bình Trưng Tây, quận 2. Bạn ấy ước mơ là trở thành một đầu bếp, nhưng mà không phải là đầu bếp thông thường đâu nha, mà phải là một người am hiểu về đầu bếp luôn. Và chắc chắn là hiệp sĩ sẽ được thưởng thức tài nấu bếp của Minh Đăng rồi, phải không? Được rồi, thì có món ăn nào ngon thì hiệp sĩ sẽ đem về cho Mai Phương nghe, để chịu chưa? Cái đó có phải nhà của bé Minh Đăng không ạ? Em là hiệp sĩ Thiên Vương của chương trình Ước mơ của em. Bé Minh Đăng thì ở nhà như thế nào chị ha? Bé Minh Đăng ở nhà thì nói chung ngoan, hiền, nhẹ nhàng, thích nấu ăn, làm món này món kia. Rồi nhiều khi cũng coi trên mạng đó, tự dạ. Mày mò rồi biến chế. Chị có thể cho em gặp bé Minh Đăng được không ạ? Chào con. Một người đầu bếp giỏi thì như thế nào nè, con biết không? Có thể là trước tiên là có nhiều kinh nghiệm. Biết sâu sắc về những cái hương vị, biết phối hợp một cách hoàn hảo. Thế thì con có biết đầu bếp nào giỏi không? Đầu bếp Phước Nguyễn nè, đầu bếp Tuấn Hải, nhiều đầu bếp khác nữa mà quên tên à. Vậy hả? Thế thì con thích món gì nhất nè? Cá lóc chiên với lại nước mắm gừng. Đây có vẻ ngon đấy. Rồi món gì nữa nè? Cơm chiên. Cơm chiên không thôi chứ không có cái gì trong đó hả con? Dạ không, bình thường thì cơm chiên Dương Châu. Chẳng hạn như cơm chiên Dương Châu thì nấu một sao? Chú nghe con kể mấy món ăn là chú rất là thích. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tiến hành ha. Vậy là đầu bếp Minh Đăng đã hoàn thành xong món ăn của mình. Món ăn do mình tự nấu, đó là món trứng thịt viên đúng không con? Chú muốn cho nhiều người thử hơn. Miếng trứng thì mặn nè. Cái này nó hơi mặn. Đó, nêm nếm gì vừa thôi nha. Thank you, sir. Không ngọt thiệt đó. Hả? Mặn á. Con muốn uống nước không? Lắm không? Con đứng đây chờ chú nha. Chú đau bụng quá, chú chạy đi. Chú ơi, chắc cái món này là thảm bại luôn rồi. Chắc bây giờ chú chỉ cho con một cái nhà hàng nào đó mà có đầu bếp giỏi để chỉ cho con. Bây giờ chưa có ai mà hướng dẫn con. Chỉ dạy cho một cái khóa học để mà em có nhiều kinh nghiệm hơn.
Vậy nếu em qua đây em học, em có đủ thời gian để học tập không? Dạ, có thể là sẽ đủ nhưng mà nó không có được nhiều hết. Không được nhiều. Nhưng mà em có đảm bảo anh là cái học tập của em vẫn tốt không? Dạ, bảo đảm. Ngày mai có thể là em tới đây, anh sẽ chỉ dạy cho em. Chào em. Dạ. Bảy á. Dạ. Bây giờ em vào đây và anh sẽ giới thiệu một số nguyên liệu. Đây là lá sim, là một loài rất phổ biến. Thường do cá, có ngừ, có hồi, vịt bò. Đây là những cái quả ớt chuông thông dụng mình hay xài. Dạ. Còn bên này là bếp, bếp để nấu. Gồm có 4 bếp và luôn luôn bật cái ngọn lửa để sẵn. Cái chủ chốt nhất á, trong lúc nấu không phải là mình nấu ngon, mà cái khi mà người ta cái vị cuối cùng là như thế nào, mà mình biết cái vị cuối cùng nó người ta sẽ ăn như thế nào. Coi để em biết những cái món mà lợi cho khách kêu á, dạ, chúng ta để làm. Và em coi trong cái này có gì đặc biệt không? Dạ, có cái món của con. Một món ăn của con tự sáng chế ra đã có mặt trong thực đơn của quán. Đó là điều rất là vinh hạnh đó. Dạ. Đây là món quà bất ngờ anh dành cho em. Ồ, chúc mừng con. Dạ. Rồi. Rồi, các bạn hai món nha. Đọc món lên đi. Món gì con? Thịt viên với trứng chiên gạch viên. Cái gừng đại dương rút đờ, sốt mù vàng. Trời ơi, lên món ăn của con đó. Đúng mà nó, ơi. Lần đầu tiên con nấu cái món ăn mà được khách đặt thì con thấy rất là thích. Chứ lại trong thời gian làm à, hồi nãy có khách có đặt hai món trứng chiên thịt viên, khách cũng gặp đầu bếp. Em có thể gọi cho anh đầu bếp một đầu món này không? Dạ. Chào em. Dạ. Cái tên gì? Dạ Đăng. À, tên là Đăng. Dạ. Ai chỉ cho em nấu những món này? Dạ, em tự chế. Tự chế? Dạ. Em rất là có năng khiếu. Dạ. Về cái cách mà em nấu những món ăn này. Đó. Món đầu tiên á là thầy nói về món cá thu. Đó, về cái cách đề cọ của em rất là đẹp. Thầy nghĩ rằng là ở đây á, những cái món này á thì nó đã thể hiện được cái đam mê của em. Đó. Rồi cái món thứ hai, trứng với thịt viên. Cái món này á làm cho thầy nhớ đến cái món ăn, tức là cái món omelette của Pháp. Nhưng món ăn này nếu như mà em muốn để bán được trong một nhà hàng thì còn phải cần rất nhiều những cố gắng nữa, và nó phải có một cái phong cách riêng của mình. Chào thầy. Giới thiệu em, đây là thầy Hoan. Nên em muốn dành cho một sự đặc biệt là thầy Hoan sẽ nhận xét em và bổ sung cho những cái ý kiến chưa có lợi cho em sau này, và giúp em để theo được cái ngọn lửa đam mê của em. Con có biết thầy này không? Cảm ơn thầy Hải đã tới đây thưởng thức bữa ăn của con. Em cảm ơn anh Dần.
đó, chỉ cho em đúng không? Rồi, cố gắng nhá. Vậy là vị khách đặc biệt của ngày hôm nay đó là sếp Hải để mà tới thưởng thức món ăn của bé Minh Đăng. Rất là vui, rất là hay mà khi bé Minh Đăng đã hoàn thành được ước mơ của mình. Thì Thiên Vương cũng xin cảm ơn thầy Hải và anh Dần đã hướng dẫn cho bé Minh Đăng rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt. Chị Mai Phương xin chúc mừng cho Minh Đăng, bởi vì cuối cùng em đã thực hiện được một phần ước mơ của mình rồi. Các em thấy không, để có thể đạt thành ước mơ thì chúng ta phải trải qua một quá trình. Và Minh Đăng đã tốn gần cả một tuần lễ lận đó. Nhưng mà như đó thì chưa đủ đâu Minh Đăng à. Em sẽ từ bây giờ phải cố gắng nhiều hơn nữa để chúng ta có thể tìm hiểu nhiều hơn về những món ăn và tương lai sẽ trở thành một người am hiểu về đầu bếp như em mong muốn nha. Và các bạn nhỏ của chương trình cũng vậy. Khi chúng ta có một ước mơ gì đó, chúng ta phải nỗ lực, kiên trì, phấn đấu để có thể đạt thành ước mơ của mình. Đó là điều mà chương trình Ước Mơ Của Em mong muốn các em có thể cố gắng đạt được. Còn bây giờ thì chị Mai Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Lần đầu tiên mà con mặc bộ đồ này con thấy như thế nào? Nóng. Vậy thì chú Dần đã mặc bao nhiêu lâu rồi, có thấy nóng đâu? Dạ chắc nhiều quen. Con biết vì sao đâu mà ông bếp phải mặc đồ nấu bếp và đội nón đồ không? Nón là để hạn chế tóc rụng. Tóc mình á, nó rụng cũng ăn á. Rồi áo bếp nó phải dày như thế này, để cho nó khi mà mình dầu rồi bọng bắn lên á, là nó không bị vào trong da, nó sẽ giảm bị giảm nhiệt lại.